Hello, xin chào tất cả các em nhé, là Thầy Duy đây. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một cái mã là 0309/2022. Chúng ta có cái đề như sau: một vật tham gia đồng thời ba dao động điều hòa, cùng chu kỳ, cùng biên độ. Ok chưa? Đó, tức là tụi nó phải có cùng cơ năng. Hợp lý không? Cùng T, cùng cùng T nè, cùng biên độ nè. Vậy suy ra ha, cơ năng của tụi nó là bằng nhau hết luôn. Được mà, đó là cái thứ nhất mà mình suy ra được từ đề bài. Đề bài này có rất nhiều dữ kiện ẩn ha. Các dao động có pha ban đầu lần lượt là pi lớn hơn phi 1, lớn hơn phi 2, lớn hơn phi 3. Thì tức là cái dữ kiện ẩn thứ hai á là một, đúng mà, nó sẽ sớm pha hơn hai, được chưa? Nhìn một phát luôn là một sẽ sớm pha hơn hai và hai sẽ sớm pha hơn ba. Đó, cái này cho mình biết về cái sự sớm pha của tụi nó với nhau. Biết rằng động năng của dao động thứ nhất luôn bằng thế năng của dao động thứ hai, động năng của dao động thứ nhất, được chưa? Luôn bằng thế năng của dao động thứ hai, thì thầy sẽ đem chia hết cho cơ năng, ok không? Đó, do là cơ năng là như nhau cho nên bên đây thầy chia cho W1, được chưa? Thì cũng như là bên kia chia cho W2 thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một điều là gì? V1 bình phương, đúng không ạ? Đó, đem chia đi cho. Đó, khai triển công thức động năng thế năng nha mọi người. Đó. Chia đi cho nè. Kỳ trời. Chia đi cho omega a tất cả bình phương thì nó sẽ bằng đi cho x 2 bình, được chưa? Chia cho a bình phương. Thì từ đây chúng ta có thể thấy được ha là V1 của mình, được chưa? Sẽ cùng pha với lại, nói chung là nó sẽ cùng hoặc là ngược pha với lại x2. Được chưa? Như vậy thì suy ra được là x1 nó sẽ vuông với x2. Tại vì x1 sẽ vuông với V1, đúng không ạ? Đó. Mà mình có được cái dòng này ha mọi người, cái dòng sớm pha này nè. Tức là sao? Tức là từ đây mình suy ra luôn là một sẽ sớm hơn hai, sớm pha hơn hai, một góc là 90 độ. Được chưa? Một góc là 90 độ. Đó, để chúng ta biểu diễn trên vòng tròn lượng nhé. Sớm hơn tới một góc 90 độ lần. Rồi, tại thời điểm T, ly độ của vật là A chia 2. Tại thời điểm T nè, ly độ của vật là x tổng hợp á, là A chia 2 mọi người ha. Và chúng ta biết x tổng hợp là x1 cộng x2 cộng x3 rồi đó. Đó. Và lúc này khoảng cách giữa hai dao động thứ nhất và dao động thứ ba là xa nhất. Ok chưa? Khoảng cách của hai dao động mà xa nhất. Ok, được chưa? 1 và 3 xa nhất nè. 1 và 3 xa nhất khi nó sao mọi người ha? Khi đối xứng qua trục, đối xứng qua trục vận tốc, ok, đối xứng qua trục tung. Qua trục tung. Mà hai thằng này là cùng biên độ mà đối xứng qua trục tung á thì suy ra ha mọi người ha. X1 sẽ bằng -x3. Hiểu không? Nghe nè, nó là cùng biên độ mà nó phải đối xứng qua trục tung thì có nghĩa là x1 phải bằng -x3. Hợp lý chưa? Đó, mà x1 bằng -x3 thì suy ra luôn. Được chưa? Là x2 của mình lúc đó đang là a chia 2. Thế thôi. Được chưa? X của mình là bằng x1 cộng x2 cộng x3 đúng không? Mà x1 cộng x3 bây giờ đang bằng 0 rồi. Thì x bằng x2. Được chưa? X bằng x2 bằng a chia 2 luôn. Đó. Rồi. Hỏi sau bao nhiêu lâu ly độ của vật lại là a chia 2. Được chưa? Có nghĩa là hỏi sau khoảng thời gian delta t là bao nhiêu lâu nè. Thì x của vật lại bằng a chia 2 một lần nữa. Rồi. Bài toán này liên quan tới thời gian và vector này nọ tùm lum la, chúng ta nghĩ ngay tới kỹ thuật vòng tròn lượng z thôi. Cứ vòng tròn lượng z mà phệt mọi người ha. Đó, thầy sẽ vẽ trục này trước đây, vòng trục này đó, rồi ok luôn đó. Chúng ta có vòng tròn lượng z rất hên là biên độ của các dao động này đều là gì nhờ, đều là a hết, cho nên là rất là dễ ha, dễ cho một vòng tròn thôi và không cần phải đắn đo gì hết đó. Thì bây giờ ha, x2 của mình là a chia 2 nè đó, vậy mình phải chọn ở trên hoặc ở dưới. Nghe đây, nếu chúng ta chọn x2 á, thấy chưa? X2 á là ở dưới, đúng không? Đây là a chia 2 mà ở dưới nha. Thì x1 phải sớm hơn 90 độ đúng không? Vậy x1 phải nằm ở đây. Được chưa? Mà 1 với 3, được chưa? Mà 1 với 3 nó đang phải đối xứng qua trục tung thì tức là 3 nằm ở đây. Ok không? Đó, nhưng mà sao? 3 lại trễ pha hơn 1. Đúng rồi, nhìn nè. 3 1 sớm pha hơn 2, sớm pha hơn 3 mà 3 trễ pha hơn 1 mà vậy là coi như hiểu rồi, đúng không? Vậy là coi như bẵng rồi. Chết 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 không được. Được chưa? Như vậy thì chúng ta phải chọn x2 là ở trên. Được chưa? Đây chính là x2 trong truyền thuyết, x2. Đó, vậy x1 sẽ sớm hơn 90 độ, với x1 đang nằm ở đây. Ok chưa? X1 đang nằm ở đây. Và x3 sẽ đối xứng với x1 nằm ở đây. Quá hợp lý luôn. Được chưa? 1 trễ pha hơn 2, trễ pha lộn, 1 sớm pha hơn 2, sớm pha hơn 3. Đó. Ok chưa? Như vậy thì cả x3 và x1 lúc đó đang là gì? Nói chung là đang có ngọn ha. Đang có lần lượt các ngọn là thằng này nó sẽ là, sorry. Thằng này nó sẽ là pi chia 6 nè. Được chưa? Thằng này sẽ là 5 pi chia 6 nè. Còn x2 của mình chính là pi chia 3. Ok chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ tổng hợp dao động, đúng không ạ? Tại thời điểm T đó luôn ha, tại thời điểm T nè. Chọn thời điểm T là pha ban đầu luôn. Ok chưa? Móc thời gian luôn. Đó thì chúng ta sẽ có là x1 của mình ha đang là bằng để cho a góc là pi chia 5 pi chia 6 nè. Cứ từ mà phẹt thôi. Được chưa? X2 của mình á đang là a góc là pi chia 3 nè. Và x3 của mình ha đang là a luôn. Mà đang là góc là pi chia 6. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng có được phương trình của dao động tổng hợp là lấy x1 cộng x2 cộng x3 bởi kỹ thuật số phức, đúng không ạ? Bởi kỹ thuật số phức. Phải cộng vậy thôi chứ giờ sao giờ? Được chưa? Hay là mình cộng mồm hai này ra này, này cộng này ha. Số nó hơi xấu, được chưa? Đó. Thì ở đây thầy có cộng sẵn rồi, bây giờ thầy cộng lại cho coi ha. 1 nè.
A thì chúng ta coi như là một đi, đúng không ạ? Bài này phải ra số 6 mới đúng. Đề này nó bị hơi sai một chút, nhưng mà cứ làm thôi mọi người ha. Cứ làm thôi. Gì đâu sáng. B chia 6 này. Bằng option xuống 1 bằng sẽ là 1,93, góc là 5B chia 12. 5B chia 12 đó. Đúng nhỉ? Tại sao là 5B chia 12 nhỉ? Đúng rồi, gần B chia, gần B chia 2. Ok. Đó là nó đâu đây nè. 5B chia 12 ha. 1,93 góc là 5B chia 12. Đó, đề này nó bị chế sai cái chỗ gì đó đúng không ạ? Nó ra số nó hơi hơi ấy. Ở đây là A nha, 1,93A đó. Đó. Ok chưa? Và tại thời điểm đó thì chúng ta có thể thấy được là vật đang có ly độ là bao nhiêu đúng không ạ? Chúng ta lưu biên độ vô nha. Ta lấy mô đun biên độ nha. Lấy lấy mô đun đó ha. Lấy mô đun đó nè. Thầy lấy mô đun đó thầy check một cái nha. Rồi thầy sẽ check coi coi là có phải ở trạng thái ban đầu là nó x của mình đang là a chia 2 không? 1,9318 đúng không ạ? Đó thầy lưu vô a luôn. Đó thầy bấm nha. Thầy bấm nè. A nè. Code nè. Được chưa? Đó thì tại chỗ ban đầu thì thằng này là 5B chia 12 ha, thì nhấn 5B chia 12 vô. Nếu mà nó ra là A chia 2 đó, nếu mà nó ra là A chia 2 đó mọi người ha, thì có nghĩa là mình làm đúng. Đúng rồi, còn nếu không ra A chia 2 thì là 7 gì đó rồi đó. Được chưa? Đó, đây là phải ban đầu mà, đúng rồi. Đó, thì nó phải ra 0,5 đúng rồi, phải ra 0,5. Đó, được chưa? Đề này chế sai rồi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải cái này. Đó, thì bắt đầu nó ở 5B chia 12 ha. Bây giờ muốn có A chia 2 một lần nữa thì không phải đùa đâu. Không đùa đâu. A chia 2 mà V đang tăng hay đang giảm mới là vấn đề đúng không ạ? Ở đây này là 1,93A nè. Và nó đang ở 0,5A. Đang ở 0,5A mới đâu tôi. 0,5 là gần như là 1 phần 4 còn gì nữa. Đấy ra 0,5A là nó đang ở đây nè. Đó, bây giờ phải coi vận tốc là âm hay dương. Thì do là pha nó của mình đang dương, nên là vận tốc của mình đang âm đúng không ạ? Có nghĩa là đang ở trên. Đang ở trên đây. Đây là x của dao động tổng hợp nè. Muốn nó đạt trạng thái 0,5A một lần nữa thì nó phải quay về mọi người. Tặc xuống đây rất là xa ha, rất là xa, không có những đáp án ở trên 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 này đâu đúng không ạ? Không có những đáp án trên này đâu. Rồi bây giờ thầy sẽ tính cho mọi người cái góc này luôn. Được chưa? Cái góc này rất là dễ. Góc này thì chúng ta chỉ cần tính hai cái góc, một cái góc này thì chúng ta nhân 2 lên, chúng ta cộng cho 180 là xong. Được chưa? Thì đó chính là sip sin, sorry, đó là sip sin. Thầy để vào độ luôn nha. 2 1 nè. Sip sin của 0,5 chia đi cho a. Đó. Được chưa? 0,5 chia đi cho 1,93 nó bằng 15 độ. Quay cũng đẹp phết nhờ. 15 độ, đây là 15 độ ha mọi người ha. Thì tổng cộng là delta t của mình á. Ra delta t của mình á nó phải là 15 nhân 2 cộng đi cho 180 chưa? Thì nó sẽ là 210. Delta phi chứ sorry mọi người, là 210. Mà muốn đổ qua chu kỳ t đó thì chúng ta phải chia cho 360. Rồi ra chia cho 360 thì nó sẽ ra là 5t 7t chia 12. Ra vậy 7t chia 12 mới là đáp án chính xác. Ok ra, đây là số 7 đi. Chọn câu C. Được chưa? Nó phải là như vậy. Rồi ha, nó phải là như vậy thì mới đúng. Ok ha. Đó, như vậy là thầy đã giải quyết xong cho mọi người ha. Câu 0309/2022. Được chưa? Nếu các bạn thấy hay thì hãy theo dõi Facebook của thầy hoặc là subscribe YouTube để đón xem các video hấp dẫn tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn. Bye bye. Chúc các bạn học tốt môn vật lý.